Ngồi chỗ. Ông chủ nhiệm đại bạc ca, bản to cách làm đại ca này tại thị xã Nam Ca, nâng đầu đại ca chuyên từ đầm nàng xã Tây Nhã nằm bị bản to ca tăng xung đột đi đầu dịp vụ xã xây. Và sông phá thì dân đầu đầm nàng xã Tây Nhã, sông chơi lục bây giờ cục bế. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honours. We have a request. We would like to make some oral submissions either at the end of this afternoon or tomorrow morning before we continue with this witness or at the end of her testimony in relation to the very recent disclosure of new statements that was notified to us 2 or 3 hours ago, and also in relation to the upcoming hearings at the Supreme Court Chamber. I leave it to your wisdom as to what would be the appropriate moment, but I just would like to inform you that we have that request. Can I just ask a question for clarification? This has nothing to do with this witness. Bà ông chấm này nâng anh nhà tôi lúc phơi nơi trong mong đồ xìa đi giống chơi dạ bên nhà đâu còn tại chiến. Thank you, Mr. President. Let me just update you on where we are. I will finish. We will finish our questioning at 2 o'clock today. The civil parties, I hope to finish in 40 minutes. It is possible. They tell me that they may need an additional 15 minutes. I hope that that won't be a problem since we have today and tomorrow to finish the witness. I'd rather that we just proceed until see if we finish by the break rather than deliberate on this now. But I wanted to alert you to that. Madam Witness, I have one follow-up regarding what you told us this morning about the first January dam. You told us that there were some occasions where you would spend the night and sleep at the first January dam work site. My question to you is, on those occasions, did your husband sleep at the same place as you, and if not, where was it that your husband would stay on those nights? The last subject I want to cover with you today concerns the purge of the Central or Old North Zone. We talked earlier today about one of the party cadres who served with your husband on the North Zone Committee, Toll, the secretary of Sector 42, who was the one who appointed you to Chamkar Lu, to the Chamkar Lu District Committee. Can you please tell the court what happened to Toll during the Khmer Rouge regime? Yeah.
Did Toll, was Toll arrested or did he disappear at some point in 1977? Yeah. Bị bắt khuôn, bị chạm. Nhóm đôi chi mình đứng, thà phùa bàn thà mình đứng. Bị... Còn đứng đôi bị phlịch, mấy cái đầu bị phlịch phleng bắt nhóm bắt đó. Mình đứng thà cái chạm, cái nắm lá của mình đứng, hay cái thơ mấy chiếc của mình đứng. Thôi nhóm bên ta tâm lần. For the record, Your Honors, document E3/2956 is a prisoner list from S21, titled List of Persons from the North Zone. Number 42 on that list is Chan Mol, alias Toll, Sector 42 Chairman, who entered S21 on the 19th of February 1977. Madam Witness, were there other cadres from the old North Zone who also disappeared in 1977? Let me see if I can refresh your recollection, Madam Witness. I realize that you are unable to read, so I will just describe for you that there are documents from S21 that record the arrest and execution of hundreds of cadres from your zone in 1977. E3/2956. The list I just mentioned that includes Toll identifies a total of 94 North Zone cadres, mostly people from the zone, sector, and district level, who were arrested and sent to S21 between mid-February and the end of March 1977. And document E3/3861 is an S21 execution list titled List of Prisoners Smashed on 8 July 1977, North Zone. It identifies 173 prisoners from your zone who were killed at S21 on a single day, the 8th of July, 1977. Madam Witness, did you not notice in 1977 that virtually every North Zone cadre at the zone and sector and district level disappeared and was replaced by people from the Southwest Zone? I'm happy to rephrase, Mr. President. Madam Witness, were you not aware in 1977 that virtually every single cadre at the zone, sector, and district level was taken away, killed, and replaced by people from the Southwest Zone? Có mình đăng đề phố càng nghe đi chuyên cá nhóm bắt tầm chuyên cá mình đăng đá bắt tầm nước tới mình đăng đi vô từ ná nhóm đăng bên khác có squat chứ bắt tầm lúc thò là bụi
rồi cứ nướng chăm mình bán. Let me read to you what a couple of people close to you had to say about this. In OCIJ interview E3/375, English ERN 00360752, Khmer 00348791, French 00369914. The in-law that we talked about of yours, Ban, or Pos, who served with you on the Champkar Lu District Committee, testified as follows, quote, after purges were conducted at the central zone, only four main people survived, K-Pok, Ing Cham, Un, and me. All others were smashed. Su Sun, my older sibling-in-law and K-Pok's wife, was the committee of Champkar Lu District. End quote. And this is what your husband had to say in his interview, E3/2782 and 2783, ERN English 00089713-714, Khmer 00095552, French 00596211. I quote your husband. In June 1977, the first stage of capturing was over. By that time, only me remained, and the central zone had no cadres left. The upper brothers decided to transfer cadres from the southwest zone to fill the unoccupied positions. They sent about 200 cadres from that zone. End of quote. Madam Witness, do you remember the arrival of cadres from the southwest zone who came to take over and replace the old north zone cadres? Do you know how your husband felt about the old North Zone cadres being purged and replaced by cadres from the Southwest? Càng nghe bọc nhóm xế, càng nghe bọc quạt xế, trong dùm rạch dàng mấy dùm mấy xe hạch thờ lưu quạt tầng ốc. Cho chùm này nhóm nhóm ốc đầm tế. Well, let's talk about someone that was in your district, Madam Witness. Number 6803 on the OCP revised S21 prisoner list. This is document E3/342 at 00329891. Number 6803 on that list is a person named Nguyen Run, alias Tiang. Who was identified as the Champkar Lu District Secretary and Sector 42 Deputy Secretary, who entered S21 on the 1st of October 1977. Do you remember a cadre named Tiang who served as Champkar Lu District Secretary?
một tiếng đấy nhông con từ lư đấy ta ở bán khơi một kia thì từ lư kia gì đấy. Was this person not the secretary of Chamkarlu district? Kwat chia lekha srok Chamkarlu men ru ko mon men. Cha chnuan khom tau thvo ka neu kalai nung chia samachak srok. Doi chi mon ban khoeng chmoh nung hai ko tuon ka ko khom phlech ko mon dang tae khom skwal chbas tae luk ban hai khom khai pa nung 3 neak te khom phlech o hai ho nuk mon khoeng. Let me try a few other names from Chamkarlu district, Madam Witness. The S21 list I mentioned earlier, E3/2956, numbers 70, 71, and 72 on E3/2956. Are all cadres from Chamkarlu district who were sent to S21 in March 1977. The three names I will read for you: Mak Hyang, Eng Hor alias Sin, and Sok Pal alias Sem. Did you know any of those people, Madam Witness? Chà, nhóm school thì một sai muối gai của nó nhóm ở school ở trăm viên. What happened to Sime? Chú cũng an toàn, tâm trình mình vì bây giờ cũng về. A remark in regards to the previous question about Tin. I cannot reproduce it right now, but we have information that he might have been a cadre in Tamkok district rather than in Chamkarlu district. Mr. President, there, I'm not going to respond to that. There are other sources. We can have this discussion and debate at another time. Sem, you mentioned that you knew Sem. Can you tell us what happened to Sem in March 1977? Sem, bên lúc mình đăng thả mù là hại ấy có quạt bay bị khi tới có sao tập bạch tâm đăng chân rồi mình đăng thì quạt tại khả nào trong trăm là bên lúc. Madam Witness, do you know whether it was your husband, the zone secretary, who decided to arrest the North Zone cadres, or whether it was the party leaders in Phnom Penh who made that decision? Are you able to tell us that? Who was responsible for making decisions about the arrests of the cadres? Trong sông trời trong nâng trong đạp bình bàn thế phô ca nghiêng bọc quát quát xếng ca nghiêng với quát tầng ó hay trên này khác nhóm ăn miên đằng tì cái cái quát kháng quát để rạp rộng mấy quát chạy lưu quát tầng ó trên này khác một bốn ăn miên bạc miên tẹo tồn ấy thế rương chẳng chẳng cứ ăn miên tạc tồn rương bố rương ấy rương chạp rương chóng ăn tì nhóm bạn đăng thế.
Let me read to you what your husband had to say on this subject. Again, this is from E3 2782 and 2783, ERN references, Khmer 00095552, English 00089713, and French 00596211. This is what your husband said in his interview. Quote, "When I was conducting an assembly in Region 41, a messenger from Phnom Penh arrived, telling me to get prepared for inspection mission in various locations. However, as I arrived in Phnom Penh, I met Pol Pot and Brother Nguyen Chea. They showed me documents of all regions and ministries. Furthermore, the answer was too clear to correct." Continuing below, "I said, it is difficult to say because all comrades are life and death friends. However, if Onkar has decided already, I do not have any complaint. Some soldiers served me since 1968, but they were accused of being CIAs. I did not know what to do except telling them I just put them forward for the higher level, upper brothers." End of quote. Madam Witness, I realize this is a difficult subject to discuss. However, you were a member of a district committee. Your husband was the zone secretary. Your brother was the sector chairman. Did your husband ever talk to you about his meeting with Pol Pot and Nguyen Chea and the instructions he received about the arrests and purge of cadres in the North Zone? Tầng óc ca nghe tầng óc cứ ca nghe quát cứ quát đắng ca nghe nhóm nhóm đắng rương ấy ấy để nhóm ăn đắng thế rương chạy tông môi khang lơ thì môi ỏng ca thì môi ấy đấy nhóm mình đắng thế rương chăng chăng nhóm mình đắng thế. Thank you, Madam Witness. My national colleague just has a few questions for you to follow up. Chụp số lục sợi sạ sấy trên ba một sợi liếng chia sạ về nhà rồi chiết. Tới sát tha bánh hà về liều việc tạch tụi chúng nhập trong đấy trong miền sơn đô bay bốn tại phần nó làm bay xu phải chẹt từ lục sợi. Cá việc tận mấy lục sợi ban lực làng tha lục sợi trên nhẹ rơ. Bởi chôn, ai bị giả có, ai tự thưa cá, nơi tùm nốt mùi mạ cà rà. Một số bán này dễ dàng đối chết, nơi vì liên mong đọc 30% mùi những tìm này. Sự nốt bóng trong mình chạy tha, ta lục xoay ai này dễ làm ớt, mình tạch mà tế tha ta lục xoay rư. Bởi chí chôn, ai tự thưa cá, nơi tùm nốt mùi mạ cà rà nâng. Tam rồi biết nào đấy. Chà, rước ta phải chia chun xã co từ thui cá từ nục môi môi nục môi mẹ cá. Nhóm mình bàn chọc toa thế từ tám
sạc ni mùi ni mùi ta sạc cắt kê rư nẹ na miên sử mặt phiếp giang ná miên sử mặt miên sọc phiếp giang ná có dạy từ lưu quạt rư hay chấm nay chấm nuôn một má má nhớ mặt đằng đấy. Tôi sợi ách bởi chế bàn thế thà bị thà sẵn cắt cứ đôi khi nâng bị thà khôn đại rồi thế. Chà, xa mày nó cái hai đà khôn bà vì à lấy cái hai khôn thì muốn cái hai sẵn cắt vì xa mày nhóm cứ hai sẵn cắt hai sẵn cắt phôn khôn sẵn cắt nó bị rùm nên chẳng đã co thì mua những mối miến sạc cắt kê là cột cồn phải chia chuẩn cha trong chuẩn bị ba mình không ta lục xoay ai prab ban thế than được nông sọc trong ca lừa và lục xoay nông miến và màn sạc cắt đấy chà chăm sóc chim riệp được bên thà lấy ớt chăm sạc cắt ở bờ mán té phun bờ mán phải chia cho bờ mán trong phịch ở tam phi nung bờ đo lấy ví dụ đã hỏi tam phi chân non trong mà dụng hà sập sai sập ở lấy bờ đo chặt bồng buôn hải đó là nâng khởi phịch ở hay. Cảm ơn lục sĩ. Ta lục sĩ ai đăng tế tha ta khăn ca chưa rư bởi chí chôn nâng khăn mùi sống cát nâng ta tầm râu ai rư phổ mã nẹ đá. Chà, sống cát ni mùi mùi hứa tám ta hạ co tiệt, ta hạ co ni mùi vô phổ mãn. Ta nâng mùi chí nâng lơ bởi thiên sở độc nâng ọ. Vô bà mán bà mán qua dưới khoa thả lấy quý anh hứa vô bà sạc cắt này mua vô bà mán mà phây nạ rư cả xàm xàm nạ rồi hãy mà chi cọt hãy chút tới sọc cái tờ hãy ta trên này khang thì nhóm ọt chè xó rồi trên này ọt bàn ta tù rồi đấy mà chi nâng á. Lúc xoáy, bọn mình có bàn như vậy, đã thà lúc xoáy trên nhà đặc nóm tôi có xoáy trong cả đặc nóm và chỉ chân ai từ lược tổng đốc mùi mạc ra trong ai lúc xoáy chui bằng chạy bằng tách thà tá lúc xoáy miên chọc chọc chỉ mùi nâng phải chỉ chân nâu tại thuê ca nâng tổng đốc mùi mạc ra nó rung mùi của dạng này đấy. Chà, nhóm ở bàn tư thế, ở bàn tư chọc thì mùi chìa chôn thế, còn là tư mà đo mà cá, đời tha tư xua sọc tục bóng phá ốn, đo mà cá và nung. Mình bàn tư chọc thật thê nơi cho mùi bóng phá ốn thế. Chúng cá có mà khai phí khai thế, và bàn tư lên mà đoán mà ngay rứ có phí ngay và nung ấy mà quỳnh nhé. Con lục sấy cho bà sân chơi lục sấy ắt cho tới chọn chẳng ta lục sấy viên chặt tăng là nam mà nét đây là cao một con lục sấy không ca cho chọn chỉ mùi nâng cầm lăng pull là con nơi tổng thống mùi mạc ra đây được thế cầm lăng dạ có cứ miền bạch thiên kế bạch thiên đối ta mà không đó thì miền bạch thiên sẽ cắt cái mùi thiên sẽ cắt cái mũi thì ta cướp rón ta hạ có nơi cái này nừng chúng luôn bao mán dạy lỡ thiên sẽ cắt tại chỗ này khi nhóm mặt bàn ta cướp rón to là thế còn ta xua sọc tục mà đòn trong
cho bà sân chìa lục xây ớt cho chọm chẳng ta nơi bê đài sẵn cắt và thiên sẵn cắt mùi mùi tàu rì cá nọ ta kê tàu rì cá chun lục xây rì có chun ở đà kê chà bà bê kê rì cá chun cứ chun và thiên sọc hai bán dừng dây thả chúng luôn phải chia chân từ thời ca chúng luôn phải mán nơi lơ một chi bằng kia tầng o kia đăng này trên lục xây đai từ tua rồi bay ca vẽ pon chỉ mui nâng ca ăn quạt ca nghe nơi tụng nốt bôi mạng ra nắng tha ta vi miên ca làm bại chẳng na nghi xuôi chẳng na đại được thế vì nẹn nơi cao một quạt bảo lục xây nắng cái miên bờ thiên kế tới tua quạt trắng này của bạn tua quạt khát tới tam bờ thiên sẽ cạn muối muối kế nâng vô tới cột cùng thế này khi nhắm qua ta kêu mọi người phải học to chắc và thà lấy bò gơi gì để cả nghề bò ôn quan che quan chó ấy nhắm phải tam thiết sắc tới thà lấy và hai giờ đi tam thạc co mùi muối vô tới chạy bò bò ôn này vẫn ta không nâng con miên ăn cá chuối á ăn khoai thì trên đất đai miền ca ri ca mà chun lục xây ông pi ca lủng bạ nọ ta lục xây thôi chẳng ná đam bay ở ri ca từ thạ lơ tiết cha ta tua ca ri ca hới chống phía xa cho mũi cái nạn sọc hới có lê kha sọc kê rê ca tơ tầm bòn chà vô lập nâng chân đập bê đè lục xây ban tờ tuôl phèn ca bị nạ lỡ ta lục xây mọp sọc sai chỉ mùi nâng dạ co để thuê ca nâng tùm nộp mùi mạc ra ta là Việt Nam đấy chà ở rừng tua bị ca đây ca bị khang lơ hái ta tha ở lơ thơ kịch giang bách khang sọc chỉ nông và chung như tới hái chặt cầm lăng từ từ nục môi mẹ cả ở tam gì ở trăng đấy cứ tha khang này khang sọc ở rừng này khang nhóm to nhưng mình ban từ thật thế hay còn mình ban từ đặng non to nơi cái này từ nụ mùi mẹ cà tê phố nhóm miền phía đặc cách nơi khang sọc đặng non về chia chun thơ từ nụ thơ và lại mình ban từ rương từ nụ mùi mẹ cà cái miến ca chặt tăng bỏ cái hơi đặc nhóm từ tua phong tới nhóm nơi chỉ ca lơ đấy chi và lại chi từ nụ nơi này tê cầm lăng trong cục cơm nơi này chẳng bàn thà rương tiệt tốn nhóm mình đăng tế rương được mùi mẹ ra tới tới khoan ta tới lên đôi phiêu dân con ta mơ dân nông chim riệp tam trọng đời sao thập bề liệt ở hai trong dòng xu tại mà sầm nô tiệt tế khi nhóm trong xu lục xây tha lục xây chỉ đẹp bình chun bồ lạc co ao từ vừa ca nên từ mùi mẹ ra nâng à ta lục xây ban phát nơi ủ bọc co vậy khá ai phụ kế nông ca từ lược tụm nộp môi mạc ra nắng khi nhóm mạnh bán bà chung ủ bọc co ấy tê phô cả lành thơ ca nó mới miên rục sọc ở hời miên bật đập bật đa kê miên chọp miên bật miên bật thai miên bật kì ở hời khi nhóm mạnh miên ca chặt bà chung ấy tới thiệt tê cầm lăng tơ hùng bán cứ riêp cho mà chạc ca tầng ơ
tam đại lục xây miền bắc sát miền tây tháp pola co tiếng nú cứ pra tại cho bậc ký nông ca lược tụm nốt nú đòi miền pra ôp co ép xây tiết tê rồi chẳng nã cha cái lấy thơ tình cấm lăng thơ ca nơi tình nụ mũi mẹ cả đá chứ non nhóm này cứ miền thế miền là cấm lăng miền bậc ký miền là chóp miền là cấm bất dùm rạp trụt trái phái nâng chóp cắp hay là bậc ký đoàn rệch miền phần đồng hay là cấm lăng rệch phần đồng cả ná chi phép cực khoắn cấm lăng với miền rệch đầy nhóm sông chìm riêng phần này con lục thiên nhóm sông ổn này xa tha khang mình tự vì đang quan miền sơn núi đá khiêm sông bị chọc sơn núi tầm này sông ngọc quân lục sợi và quân chưa bắt đầu tới ông bé bắt đầu bị cả chun từ cầm thạm mình vì nằm mốc nằm nàng đầm mà đang rót bầm lấy đầm bay miền đầu cả tăng sơn núi đánh đầu cho bộ sợi dây rụng đi sông chơi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Avant de donner la parole à ma consœur Chetvani, je voudrais vous confirmer, Monsieur le Président, que nous souhaiterions avoir une vingtaine de minutes supplémentaires pour nous permettre de poser les questions que nous avions souhaité poser. Il est déjà 2h10 maintenant, donc c'est la requête que nous formulons. Et je laisse la parole à ma consœur tout de suite. លោកស្រីមេធាវីជាតិវណ្លីបាទអង្គមានអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញលោកស្រីមេធាវីសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមនិងអង្គសំណាការទាំងមូលជម្រាបសួរលោកស្រីសូសឿនខ្ញុំមេធាវីជាតិវណ្លីជាមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនី ពីព្រឹកមិញលោកស្រីបានបញ្ជាក់និងបំភ្លឺនៅចំណុចមួយចំនួននៅចំពោះមុខអង្គសាវនាការប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីបំភ្លឺអង្គសាវនាការលោកស្រីជាប្រពន្ធរបស់លោកកែពុកដែលជាលេខាភូមិភាគ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ថាតើក្រៅពីតួនាទីជាលេខាភូមិភាគតើប្តីលោកស្រីមានតួនាទីអ្វីផ្សេងទៀតទេចា៎រឿងបរិនិតភារកិច្ច ភូមិភាគក្រៅពីនោះមានតែដឹកនាំប្រជាជនទៅមើលតនុកមួយមករាចាមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកស្រីអរគុណពីព្រឹកមិញលោកស្រីថាមានពេលខ្លះលោកស្រីឡើងទៅជួបប្តីលោកស្រីនៅភ្នំពេញតើនៅភ្នំពេញប្តីលោកស្រីមានតួនាទីជាអ្វីដែរនៅភ្នំពេញ ចាពុកមិញដល់ខ្ញុំអត់បានឆ្លើយទៅរឿងថាខ្ញុំមកជួបគ្រួសារនៅភ្នំពេញនឹងមិនបានជួបមិនបានយាយដូចខ្ញុំមិនបានយាយតាមខ្ញុំចាំដូចតែមិនបានយាយហើយក៏គ្មានភារកិច្ចប្តីមកនៅភ្នំពេញដែរភារកិច្ចនៅតែភូមិភាកដាលបើថាចាំជួបជួបគ្នានៅកំពង់ចាមមានតែប៉ុណ្ណឹង អរគុណលោកស្រីលោកស្រីព្រឹកមិញលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមកភ្នំពេញពេលនោះលោកស្រីបានជួបអ៊ំពលពតតើពេលដែលលោកស្រីជួបអ៊ំពលពតហ្នឹងលោកស្រីទៅជាកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ទៅជាកិច្ចការដែលត្រូវទទួលការណែនាំពីអ៊ំពលពត ចារឿងខ្ញុំទៅភ្នំពេញខ្ញុំអត់មានទៅផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺខ្ញុំទៅតើមានភារកិច្ច
ឬអង្គការហៅទៅធ្វើការបានខ្ញុំឡើងទៅបើថាគ្មានភារកិច្ចពីរឿងអង្គការឬរឿងនៃការងារទេខ្ញុំអត់មានទៅជួបអីផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេ អរគុណ លោក ស្រី ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក ស្រី បញ្ជាក់ ថា តើ ពាក្យ ដែល លោក ស្រី បាន លើក ឡើង មិញ ថា ទៅ ការងារ ហ្នឹង ការងារ អី ទៅ លោក ស្រី ខ្ញុំ ទៅ ការងារ ហ្នឹង ដូច ថា អង្គការ ត្រូវ ហៅ ទៅ ប្រជុំ ដាក់ ភារកិច្ច ចែក គ្នា ទៅ តាម ស្រុក តាម សង្កាត់ នីមួយ មួយ មួយ ហើយ ខ្ញុំ ទៅ ខ្ញុំ មិន ទៅ តែ ឯង នៅ រាប់ 100,000 ទៅ ប្រជុំ ស្ដាប់ គាត់ អប់រំ ណែនាំ វា រឿង ធ្វើ ការ ត្រូវ ចែក លេខ គ្នា យ៉ាង ម៉េច តាម ស្រុក នីមួយ មួយ មួយ ត្រូវ ធ្វើ អី ខ្លះ ត្រូវ ចែក សហករណ៍ យ៉ាង ណា ខ្លះ ត្រូវ ប្រជា ជន គិត យ៉ាង ណា ខ្លះ ចា មាន ការ ងារ មាន តែ ចឹង ទេ អរគុណ លោក ស្រី ក្នុង នាម លោក ស្រី ជា ប្រពន្ធ របស់ លោក កែ ពក តើ លោក ស្រី ដែល ឃើ តើ លោក ស្រី ដឹង ទេ ថា អ្នក ណា ជា ថ្នាក់ លើ របស់ គាត់ ខ្លះ ចា ខ្ញុំ ដឹង តែ តា ប៉ុល ពត តា នួន ជា អង្គ ឃឿ សំផន ហើយ ខ្ញុំ ដឹង តែ ប៉ុណ្្នឹង ក្រៅ ប៉ុណ្្នឹង ខ្ញុំ មិន ដឹង អរគុណ លោក ស្រី តើ លោក ស្រី មាន បាន ដឹង ទេ ថា កន្លង មក ទំនាក់ ទំនង គាត់ របៀប ថ្នាក់ លើ គាត់ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ខ្លះ តាម រយៈ នីតិសារ ឬ ក៏ តាម រយៈ សារ ទូលេខ ចា ជំនាន់ ហ្នឹង គឺ អត់ មាន ទូលេខ ទេ អត់ មាន នេះ ទេ តាម នីតិសារ គឺ ថា ទៅ មាន នីតិសារ ក៏ ទៅ ផ្ទាល់ ទៅ ហៅ ពី ពង ចាម ឬ មក ភ្នំ ពេញ តែ មិន មាន ដូច ថា យើង ជំនាន់ យើង នេះ មាន ទូរស័ព្ទ អី ខ្វាត់ ខ្វែង ទេ ហើយ បើ មាន ទូលេខ ក៏ តោះ តែ មាន ច្បាប់ លប់ ថា ឥឡូវ អង្គការ ខាង លើ សម្រេច ឲ្យ ហៅ តាម ទូរស័ព្ទ បាន ហៅ បើ មិន ចឹង ទេ នេសា ទៅ ហៅ យក មក ផ្ទាល់ គឺ ទៅ ឡាន ឬ ម៉ូតូ ទៅ យក មក អរគុណ លោក ស្រី អរគុណ ចា ក្រៅ ពី ការ ប្រជុំ តើ ប្តី លោក ស្រី រាយ ការ ពី ការ ងារ តាម មធ្យោបាយ ណា ទៀត ថ្នាក់ លើ លោក ស្រី គាត់ រៀប ការ ទៅ ថ្នាក់ លើ មាន មធ្យោបាយ ណា ផ្សេង ទៀត ទេ ក្រៅ ពី ការ ប្រជុំ ចា ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ រឿង ការ ងារ របស់ គាត់ ខ្ញុំ មិន ដឹង គាត់ រៀប ការ តាម ណា ខ្ញុំ អត់ ដឹង ដែរ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ បក មក ទំនប់ មួយ មករា ម្ដង តើ លោក ស្រី ស្គាល់ ឈ្មោះ សៅ ទេ លោក ស្រី ចា ខ្ញុំ អត់ ស្គាល់ ទេ ពោះ សៅ ចុះ ឈ្មោះ ឆាំ និង ឈ្មោះ សុខា តើ លោក ស្រី បាន ស្គាល់ ទេ ឆ្លើយតប ឆាំ ខ្ញុំ ស្គាល់ ពោល ធ្លាប់ នៅ ជាមួយ គ្នា ជិត គ្នា ទៅ មក នេសា របស់ គាត់ តែ សៅ អស់ មួយ ទៀត ខ្ញុំ អត់ ដូច ជា ភ្លេច ភ្លេច ឈ្មោះ គេ សុខា ជួប គេ យូរ ដល់ ភ្លេច សុខា ដឹង មួយ ណា ខ្ញុំ ភ្លេច បាត់ ហើយ បែក គ្នា មិន ដែល ឃើញ មុខ គ្នា អញ្ចឹង
lịch tử có nâng khởi khiêm trọng ở lục xây bệnh trẻ thà ta nhận nát chỉ nhận để từ tua khó trời khi nông bệnh hạ sang sang tuần nục nâng mua chấm rồi cả mua sọc khá rồi cả mua nạp xây tiết lục xây chà à riêng là ắt nâng cứ nhom mình bàn vô là thế mình bàn đăng thế riêng nhận từ tua khó trời nhom đăng là thà từ nục mùi mẹ cái rá cứ ông ca nè điệp chậm đăng tập đăng thế sau mỗi con lục sậy khi nhắm trong ở lục sậy bình chẹt đấy bờ sân chia lục sậy ai bình chẹt bán thà hai đấy ban chia tùm nộp nắng cái đại mua tùm nộp mùi mạ cá hai đấy ban chia cái thưa tùm nộp nắng lục sậy chà tận lục môi mạc ra nâng tam ca vô bọc nhóm cư cầm lắng ông ca thà riệp châm bất tận lục môi mạc ra nằm bấy vô tấp châm phải chia chân châm xa hạ co ở hô mà đó rốc bà rai là hô màu thường thà giang mạch tiếp nhóm ẩn vô thế ở con lục sậy, ở khi nhắm trong ở lục sậy bệnh chạy đại tiệt tá, ta nơi thằng ngày sầm phô đằng lục sậy miền nơi tin ưu thế. Chà, và ngày sầm phô cứ khi nhắm ban từ sầm phô nghề đấy. Ta kỳ điệp trong cam bị thi đồn đánh đáy lục sậy. Miền thay anh sẵn đặc thà, miền nhạc là ở miền mặt tê, miền cả nạ thấp ở đây, nạ khá đó, để cho rùm được xây, xong được xây bình chạy ai, ông xâm nạ ca thì mua bàn đăng phóng chạy. Thế, về anh phết, rồi dù phết, nhóm có ạch chạm đấy, mà đăng thà này nạ là, nạ thay anh ca, nhóm ạ đạp bàn bàn đấy, lịch bắt ạ. Xong lục xây rùm lực mơ miên nhạc đặc nôm nạc lá để lục xây nơi chăm á. Nói dương, còn là chăm khlá khlá lục xây miên nhạc nạc lá. Cái lục xây ai nơi chăm bán. Để tư nó không bị thi xâm phụ đắng. Chà, nhóm chăm ta cru xa. Và nóng là lần này về nhiên về khăn là khlây rồi đấy. Miền kia chả ăn tại khi mà chậm, do phải chậm chả bắp, chả cua xà muối, hay đang cam mà bị ba chả luôn, chả nu à, mà sao có khi mà nó có cái sập ở nơi sao đặc khi mà. Ở quân đội sậy tác trong bị thi sầm phốt nó kịch phơi mạch là tác đội sậy, sậy miền bàn khơi chứ nhỉ? Chà, nhóm ban khơi tại ở lại nhóm rai rạp của nhóm ạch chăm ấy. Nhóm ạch chăm thằng cái thơ mạch khá nhóm ạch chăm. Ô, con lục sậy. Bị bật mánh lục sậy ban đi dây thá, lục sậy thua ban cho tới cả thán, mùi mạc ra. Hai ông bánh mấy ní tiết nơi chung phương mục rịa nhá, có lục sậy ban bình chạy đấy, thay lục sậy ban từ lên. Nơi tùm nốt mùi mạc ra. Nhóm trong ở lục xây bên trẻ bán chạy bát thà. Tác bê đã lục xây từ lên nâng. Lục xây miên khơi. Hai bị bật mấy như tiết lục xây cậu bán bên trẻ đây thà. Cầm có tiếng ó bán đê nơi lưu kê. Ở miệng đại miên rồi niếp. Mình tỏa đầy thế. Né. Hai ca hộp chốc. Có mình khóa khát. Bọn ta chùm nốt mùi đầy cụ ở cọt xâm quá. Cứ bánh hà nà mày. Lục xây bán dây thà ca đó. Bằng côn cứ ăn miên thế cứ thà đa chu tập pì hơi miên rối đôi chân ấy khi nhắm trong ấy lục xây mình chạy đây thà táo nơi trong cả thà nâng chuyện là bốn cứ trong đang thà táo chìm nuôn mình nước phai phẩm màn nó lục xây.
cho tận lúc mỗi mẹ cái đá để kiếm ăn ăn phải chạm bị bực nữa cứ thả miên là niệm miên ấy cả niệm anh mẹ là niệm ấy là niệm côn chơ nó nghe chưa cặp tới thơ đó nghe đây luôn anh tới rồi mà mẹ tha cho là niệm niệm ở xây là niệm ấy nó tự óc nó cặp cho tới đây tới ruộng cái nghĩa sao mà kỳ nghĩa thơ chấm rọc chọc tâm nó bị chơn để ná để bàn tới chui thơ bán bà hai chị phi mớn ra bay mớn nè lực tận nục nâng men ta cầm lăng tịch đuôi tê bà cầm lăng tịch thơ tận nục mùi mẹ cà rát bàn tê ní cầm lăng vía phi mớn ra bay mớn nâng nhầm thạ ta thoi phong bà hai chị buồn mớn buồn đối chân ế à rương hộp chốc à rương bỏ quân à rương bọt chương rương à nà mây à tia hoa thạc lua xa dương mùi mấy cô mần màn xa chó nông hoa mần rộp mớn rộp xài nè nên là ta cà phê, phê luôn viên bà con này nè, to chú tam phê, tam say chẳng tới, hay tật ố, từ lúc mới mẹ cái đó tật hồ vừng, hoặc qua thì, với cháu từ lơ, nè làm mai để nâng nóng, bà nhà nóng dược đó sẽ đại chẳng, nhóm xôm chơi bà nâng. Ô con lục sấy, chúc lục sấy miên ban sự kết khơi thà táo. Miền nhà chư cắt trở nên lúc đấy. Chà, bà phê khi ông sạc kết, khi ông bị nứt mớ khơi miền nước chư đấy, phòng nước bị trở ơn. À nà mai về mình sẽ giàn, đối chứ nế ca si chốc có về tăng tàm mình tới rùi rôm dây dây tới. Ở đó chẳng vì miền nhà chư. Hay chân đoàn nó viêm sư ở miền tháng năm từ bộ và màn đại tế bộ ông cá tâm riệp chậm thử thông mấy rồi chứ đấy tháng năm chai chai tam tận độc mùi mũi việc xoài đè và thật chứ có miền phê kì mơ đấy mình ọt đi ở cún chúc nông con này được miền cá chứ khăng tới kê bị chung tâm tí phê rồi nập chìa ban nâng cái lãnh được sấy phê chư khlang kê bị chun mà đã phê của bông chạm nên là chư khlang kê bị chun mà nâng là phê rọt nơi của bông chạm ông con lục xây tí bật bánh lục xây ban bình chạy nơi một chùm buôn một ông sạp nà cá thá lục xây ban bình lục nông niêm lục xây chia cả nạ sọc chùm cà lứa lục xây ban bình chun mà nư ឲ្យ មក ចូល រួម នៅ ក្នុង ការដ្ឋាន 1 មករា នេះ ដែរ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោកស្រី បញ្ជាក់ ដែរ ថា តើ ប្រភេទ មនុស្ស ដែល លោកស្រី បញ្ជូន មក ណា មាន ប្រុស មាន ស្រី ហើយ មាន ជា កម្រិត មធ្យម តើ លោកស្រី រើស ពី មនុស្ស អាយុ ប៉ុន្មាន ទៅ កម្លាំង ស្រួច ឬ ក៏ កម្លាំង កដាល chà để rước cầm lăng do tư nó được trong chuẩn bị bị bật hơi thả vật thiên thả co hay nó tam phum tam sạc cắt cái mũi mũi cái nè rước tay cái rước cứ cứ rước gió cầm lăng pin đây cầm lăng pin chắp bị tam sấp cho máu mà phây dùng mà phây cơ có miên này đó dùng mà phây mà bay đọc bằng bay đọc ấy nó có miến cầm lăng cái lăng chá chá có nơi nơi cái lăng thạc có bạn phải chung một tê phải chung là cầm lăng phình ở con lục xây trong bước bánh hát xong phải đẹp vì bước bánh lục xây bình chạy tha cho bực kỳ ấy nó khang ông ca đẹp giọt rái bánh tác khang lục xây khang sọc ta khang lục khang sọc miền chui chút biêng khang nan nhẹ đọt rái biêng á sầm rạp polaco đại lục xây bình chun bị sọc đọt lục xây hai trăm pu sầm liệp bằng pẹ ta ông ca đọt áo đưa coi chia sầm liệp bằng pẹ to luôn chà
rừng liệp bẹ nâng cư rọt nè phá đó mình khoan tới khó ác liệp bẹ đời thà khoan thà mình miên bó miên thà khám ái cư thà miên mà cả phê bì cả phê nông bà nẹ miên bì bây cả phê đây mình ỏi ọt tê rọt nè chai rừng biên à hả cư ông cá nè chui bà chùn tay mà tam bờ dạ phía của mình đang anh đang tòa thà nà là chặt chay nhắc nhông cả đập ở bàn đấy. Ở con lục sấy hơi chấm búa mà nút đây bị chun màu tá miên mà nút nó lấy chuột nâng cà than rồi hốt rồi cầm miên cà đô cầm láng cho láng lục sấy thì họ thà về muốn lục sấy bị chun màu hà sấp hơi hà sấp láng tới đô hà sấp nào với như được có hà sấp nâng lấy chuột là hốt. Chà rương cầm lăng nó kia đọt đồ đôi tha chấm nuôn tha cái ôi mà man khai cái thật đồ mà đón cái đồ bì bì cái đá tới hốt đó về chợ tùng mà chợ tùng ấy dụng đầm phân làm bấy đó ai cái plak đồ hiện nay mình men là đồ cầm lăng nó tới đồ cầm lăng tới là tận lục bôi mẹ cái đá tới cái do cầm lăng tận lục bôi mẹ cái đá nó do mà thớ tận lúc nơi tạm sở động vinh. Dạ. Ô khôn lục sấy. Hai bị bật bánh như thiết lục sấy bàn bình chạy nơi mục ông sà vân cá thà nơi khổng cả thàn ní có miên cả bắt lùa này tiếng nè đập bẩm bờ bê xa tiếng nè mù thàn khiếm trong ai lục sấy bình chạy đây thà ta cầm làng để sở động rồi bỏ lục sấy bình chun máu á miên cả bắt lùa này lục sấy. Chà, ca bà chung tới miền ca mắt luôn đấy, mình mẹ tha bà chia chôn thơ mấy rư bà chia chôn chà tê. Vâng đã khi em xua kế cái tha cái bà chung tới riêng. Chà. Vâng tay ca để tha tới riêng sốt nâng ở miền đài là bàn tờ lọc mô bình nhé rồi sấy. Chà, bà chôn tới riêng, ta khá có khơi cho lọc vinh bên ta khá, cái tha bà chôn tới nơi sốc xình. Ô con lục xây, bê đại lục xây nơi cà thà nô, ta lục xây bên ban sân kết khơi sạp hiếp, rồi bó, bố lọc có để nơi tin nô tế, giang mạch đá. Quật miền tận mục sở bài rị rồi quật scom, quật thoát ấy giang mạch đá, sau quật hiếp quật ấy giang mạch đá, lục xây miền sự kết khơi giang mạch đá, bù lạc co để nơi tì nú chả. Chà, chia thoát mà đá, mất chia scom, mà có mất chia thoát, bố quật thơ ca họp, ấy, ca chi phiếp về miền là thơm bái, bó, mà hôn. Mình khoát thế, cái bà chun bà bị tử lê sáp vô mà ỏi hồn. Bà nà thác, bà chi bà phép đôi dương thằng ái về mình thế, bà miền phải chơ, miền ấy đôi cuốn cuốn đề. Miền ta sco, thơ ấy hồn còn ai tờ. Ấy miền có, miền thầy nghiết. Chăm sự kê thơ anh chăng, bà khiêm tơ ta mà phép bà phép, rồi ai mơ khơi. Mà chung miền mình bán khơi thằng ọt thế. Ở con lục sấy, khi em trong ở lục sấy bên chị đấy, vừa lục sấy nư nư lư tì cái lại lư cả than toán, lục sấy miền ban khơi thả táo nó không cá sang từng nục nương, kê prá cương chạ chùm nuôi đá rồi cọ đau cầm lăng mình nuốt sọt. Chà, nhóm chùm riệp thả, nhóm mình ban tới nơi cái lại nâng thật thế thế, nhóm tới từ mặt đoan vẫn là cầm lăng để tăng cao nóng vì ạc miến chấm nuôi đôi chìa trả rư ấy thế miến là cầm lăng xa mà bóng bóng xa khó thằng ó rệt bôn tới tam đằng tử tê cầm lăng cường chạc cường dôn ấy là toàn miến tê rồi mà bàn miến
អរគុណលោកស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការដែរចុះចំពោះពេលម៉ោងធ្វើការលោកស្រី ពេលម៉ោងធ្វើការគេចាប់ធ្វើពីម៉ោងប្រមាណទៅម៉ោងប្រមាណហើយល្ងាចពីម៉ោងប្រមាណហើយមានពេលសម្រាកដែរអត់ Dạ, bê bật hộp rục rõ ấy, rưu có bê khlác ở bán hộp, bê khlác ở tờ bị bật đây, và màu dương, cả nó được khuyên màu, nhưng còn khuyên màu mơ đấy, được tham nâng cái màu mạnh, chứ là xa màn lấy vài màu bật lấy nữa, chanh cho thư cả. Ở là nghĩa màu pram, được tham màu pram cho, và ngày lịch, và tới tham màu phèm cho. ក្រោយពីការបញ្ចប់ការងារហើយតើមានការប្រជុំជីភាពទេលោកស្រីនៅតាមក្រុមនិងទៅតាមកងនីមួយៗចាកន្លែងនឹងដូចជាអត់បានប្រជុំហើយនេះទេការដោយថាទេតានឹងដូចជាខ្ញុំភ្លេចដែរព្រោះ đó về lý kiếm sai ở hầm muống tới nhưng có sắp đặt đặt mình bán hay mình dán bây giờ về dù để nhưng đặt mình chọp thế vô tuy nhiên bác nhóm về tích thời đặt về ở toàn ở đăng thà về kê và chung theo ta ta về rồi hãy sai ở tới ngon thế ở đăng thà mạch dễ nhầm là đăng này អរគុណលោកស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់មួយចំណុចថែមទៀតគឺផែនការដែលពលករម្នាក់ៗតើផែនការរបស់អង្គការមានកំណត់ឲ្យធ្វើដោយវាស់ម៉ែត្រគីបឬក៏ឲ្យធ្វើជាធម្មតាជាទូទៅលោកស្រីឬក៏គិតថាម្នាក់ម៉ាន់ម៉ែត្រគីបអីចឹង Dạ, đó phê là ảnh chẳng khi nhóm có cái đáp ảnh bàn đấy. Vô khi nhóm ảnh bàn thà tờ riêng trăm khang cách ca nứng khi nhóm mình đang thà kê vô kíp rứ kê cáp tàm tầm nào rồi bỏ kê tới khi nhóm ảnh đăng đấy. Vì đó phê là ảnh đấy khi nhóm có cái đáp ảnh bàn thế thì vô anh thà vô khi mình nhạc thư vô có man mát khi nhóm ảnh cho chọp thế cái này nâng vô khi nhóm ảnh đăng thà khi nhóm ảnh đăng này. អរគុណលោកស្រីខ្ញុំសូមឆ្លងទៅប្រធានបទមួយទៀតមុនឆ្លងទៅខ្ញុំសូមអានចម្លើយរបស់លោកស្រីនៅចំពោះមុខសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតដែលមាន EAN 0038483832ជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេស 0036 0115 ជាភាសាបារាំង 0036 7808 ដែលលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំឃើញនៅពេលនោះ វត្តអារាមត្រូវគេយកធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យហើយចំពោះព្រះសង្ឃត្រូវបានគេចាប់សឹកនិងធ្វើការបណ្ដេញចេញពីវត្តខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ដែរថាតើព្រះសង្ឃដែលគេផ្សឹកហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅណាដែរលោកស្រីហើយហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមលុបបំបត្តិសាសនា ចាពេលនោះខ្ញុំ nơi trong bệnh mình toàn bàn màu nơi sọc cái tê ở bề theo máu vì đôi gì nằm và bán trong lịch bát nằm ấy bao cái riệp chậm chẳng khơi vuốt ở miền lục ấy thằng hà mà lục nó kì sắc hai cái ao tay ná có nhắm cái đạp ở bàn hay lục để thời kỳ mình đánh tranh có nhắm cái đạp ở bàn có nhắm nơi bệnh toàn bàn mà ở sọc tê អរគុណលោកស្រីអរគុណចំពោះការបំភ្លឺរបស់លោកស្រីដោយពេលវេលាយើងខ្ញុំមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះជូនសហភាតាអន្តរជាតិសូមអរគុណបាទអរគុណសូមអញ្ជើញមេវិនៅមុខអន្តរជាតិ Je vous remercie monsieur le président bonjour madame le témoin
Je m'appelle Marie Guiraud et je suis l'avocate qui représente le collectif des parties civiles dans ce procès. J'ai quelques courtes questions de suivi à vous poser sur le barrage du 1er janvier et j'aurai ensuite quelques questions sur la question des mariages pendant le régime du Cambodge démocratique. Concernant les travailleurs sur le barrage du 1er janvier, vous avez expliqué à ma consoeur tout à l'heure le système de rotation et que c'était les chefs de communes qui choisissaient les travailleurs qui partaient sur le chantier et puis qu'au bout de quelques mois, ces travailleurs rentraient pour être affectés à d'autres tâches. Je voulais savoir s'il arrivait que des travailleurs rentrent en dehors de ces périodes de rotation. Est-ce que vous avez vu à l'époque des travailleurs qui rentraient au village en dehors des périodes de rotation que vous avez expliquées un petit peu plus tôt dans l'après-midi? ពេលគេដកកម្លាំងត្រឡប់ទៅវិញគេដោឲ្យគេត្រៀមមុននឹងដកកម្លាំងគេត្រៀមកម្លាំងថ្មីទៅរើចំនួនប្រមាណយកទៅដោនឹងអ្នកមកពីនោះវិញនឹងដឹងថាមកឲ្យអ្នកថ្មីអ្នកចាស់ដែលមកពីមួយមេក្រាមកលើកទៅនប់នៅស្រុកចង្ការលើ Donc si je comprends bien votre réponse, c'est que les personnes qui ont été retirées du barrage du 1er janvier sont allées travailler sur un autre chantier. Est-ce que j'ai bien compris? Je vous remercie. Est-ce qu'il arrivait que des personnes malades rentrent au village pour se reposer ou étaient-elles envoyées à l'hôpital? Est-ce qu'à l'époque où vous étiez au district, vous est-il arrivé de voir des personnes malades qui étaient au chantier et qui rentraient dans les différents villages ou communes de votre district? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le souvenir? Je vous remercie. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que nous avons entendu un petit peu plus tôt dans la semaine une partie civile qui a travaillé pendant 3 mois sur le barrage du 1er janvier, qui venait du district de Prek Prosop, un district différent du vôtre, et qui nous a expliqué que les personnes malades rentraient dans les villages pour se reposer. C'est en tout cas ce qu'on expliquait aux travailleurs. Si je comprends bien de ce que vous nous dites aujourd'hui, dans votre district, les personnes n'allaient pas se reposer au village, mais étaient envoyées à l'hôpital. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition cet après-midi? Oui.
thờ lọc mọi thờ ca nơi thạ cò bình. Ở đứng tam nhóm chấm chẳng. Ocon. Bà, bà bê l xóm trọp xóm rạ hơi. Phần tay môn đang xóm rạ, ông bè xóm xua từ lúc mình bị bệnh tờ cổ bế. Cả đại lúc xóm nào xóm đã xà rà nà tổ mọt vẹp bọn như mình nâng cả đạp bằng hai ai cơ xa đã bỏ xa bệnh nhà rồng. Ông đã chết cả bị bực mến hay nâng bà nhà vẹp bọn nâng bà nhà đi đá để tiện tông cho nâng bạn đang thả tốc và trang đang xa khóa xôn xôn phí xa xôn mùi nụ. Ta lúc đó ca phê về liên tâm đồng phá hệ dịp mát nông ca thơ xa ra nạp tổ mọt ní. Làm bây ông chấm đeo hiệp chom nơi ca phê về liên xong trọc tâm đẹp vừa cách ca ní nơi trong màu nơi rửa xìa ní. I suppose it's only, Mr. President, a few minutes. Just expressing our concern in respect of the latest disclosure, specifically the upcoming segment at the Kampong Chang Airport. And this particular prosecutor is in the courtroom, so I'm sure that he'll be able to answer all kinds of questions. But I think 5 minutes should be enough. บ่ออกุ่นบ่าឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយឲ្យមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាព មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំតំណាងសាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TBO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដនាការនេះនៅវេលាម៉ោង 3សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ